Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về tiểu sử chủ kênh YouTube Tân Hoa Ban Food. Chủ kênh Tân Hoa Ban Food tên thật là Phạm Ngọc Tân. Anh sinh năm 1983 tại Lai Châu. Anh có quê gốc tại Thái Bình. Bố của Tân là một cán bộ khảo sát địa chất, mẹ làm giáo viên ở vùng cao. Ông bà đã gặp và lấy nhau rồi định cư tại xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu cũ. Từ nhỏ Tân đã theo cha đi các chuyến công tác vào vùng sâu trong rừng, sống gắn bó với các dân tộc, chơi đùa với trẻ vùng cao, ăn các món ăn do người địa phương chế biến. Những kỷ niệm tuổi thơ đã trở thành ký ức sâu đậm, tình cảm của người dân của núi và rừng Tây Bắc đã ăn sâu vào máu thịt Tân. Năm 2001, Tân về Hà Nội học khoa tiếng Anh, trường đại học ngoại ngữ. Tốt nghiệp, anh đầu quân cho một công ty phát triển và bán sản phẩm công nghệ. Nhưng sau 5 năm công tác, với mức lương và ưu đãi của công ty, nhiều người mơ ước cũng không thể có được. Chàng trai Lai Châu vẫn loay hoay với bản tính thích tự do, muốn tự quyết định cuộc đời của mình, không lệ thuộc vào người khác. Tân sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng tâm trạng luôn buồn bã, luôn thấy thiếu thốn một thứ gì đó mà khó tả thành lời. Đầu năm 2011, công ty của Tân có dự án phát triển phần mềm thu thập dữ liệu dân cư tại địa bàn tỉnh Lai Châu. Chính tại chuyến đi đó, anh nhận ra chỉ có gắn bó với núi rừng Tây Bắc, anh mới tìm lại được chính mình. Tân quyết định bỏ việc tại công ty, bắt đầu con đường đi riêng của mình, cùng với bà con một số vùng thôn bản Tây Bắc khai thác và cung cấp gia vị và thực phẩm đặc trưng cho vùng Hà Nội và các thành phố lớn. Cửa hàng Hoa Ban Food bắt đầu ra đời từ đó. Để phục vụ cho việc kinh doanh, Tân có thời gian đi đến các vùng sâu, ghi lại những hình ảnh, những khó khăn trong đời sống, những nét văn hóa đặc sắc, những món ăn của người dân tộc được làm giữa ngay núi rừng. Hình ảnh do Tân thực hiện hết sức chân thực, mộc mạc y như tính cách con người của anh, nên có sức cuốn hút kỳ lạ với người xem. Đã xem phần mở đầu là tò mò, hồi hộp, dứt khoát phải xem cho kỳ cùng khi Tân hoàn thành và nếm thử món ăn. Đi nhiều nơi, thực hiện nhiều món ăn, sử dụng và nếm nhiều loại gia vị, đến nay cái hương vị đặc trưng của Tây Bắc như ngấm vào con người của Tân. Ngay cả bữa ăn hàng ngày của gia đình, Tân cũng sử dụng chẩm chéo. Chẩm trong tiếng Thái nghĩa là thức chấm, chéo nghĩa là mùi thơm của nhiều loại rau kết hợp lại. Tân gọi món này là thức chấm của núi rừng. Kể về ẩm thực của Tây Bắc, Tân say sưa. Cộng đồng người Mường có dân số lớn nhất vùng Tây Bắc, nhưng không gian văn hóa của người Thái lại nổi bật nhất và ẩm thực cũng phong phú nhất. Do cộng đồng người Thái có lịch sử hình thành lâu đời và sống trải rộng ở nhiều khu vực, các món ăn của dân tộc Mông, Hà Nhì và một số dân tộc ít người khác dù có nét đặc trưng nhưng không đặc sắc, thực chất họ không quan tâm được nhiều đến ẩm thực. Họ chỉ cần ăn no, ăn cho xong việc. Người Mông ở vùng cao hơn, không dồi dào nguồn thực phẩm như người Thái ở ven suối, vừa có cá vừa có thú, rau cỏ mọc bên bờ suối cũng rất nhiều. Ngay cả những ngày Tết của người Mông cũng chỉ có vài món như lợn luộc, lợn nướng, đi chợ phiên thì có thắng cố. Các vị đặc trưng của món ăn Tây Bắc là cay, chua, chát hoặc đắng. Món gì cũng cay, từ người lớn đến trẻ con đều ăn cay rất giỏi. Ăn cay giúp cơ thể để nóng lên khi đi suối rừng. Người Thái, Hà Nhì, Mông là những tộc ăn cay nhất. Thậm chí người Cống hay còn gọi là Khơ Mú còn thách thức cưới bằng ớt. Khi cưới, nhà trai phải có đủ vài chục cân ớt khô để cúng tổ tiên. Ở Tây Bắc, con gì cũng có thể nướng được, như cá, chim, gà, lợn. Có 3 hình thức nướng. Nướng trực tiếp trên than, người Thái gọi là pỉnh. Nướng kiểu này có món cá pỉnh tộp, là món ăn độc đáo nhất của người Thái, với đặc trưng cá xẻ đôi, nhồi các gia vị vào giữa rồi gập con cá lại cho lên nướng. Đây cũng là lễ vật bắt buộc khi nhà trai sang nhà gái xin cưới. Biết đến nhiều món ăn của người dân tộc vùng Tây Bắc, nhưng Tân khoái nhất là món phái pa. Phái pa gây ấn tượng mạnh từ hình thức đến gia vị tẩm ướp, được làm từ xôi nếp nương chấm với cá bống vùi cho. Phải dùng loại cá bống nhỏ, mềm từ đầu đến đuôi, vùi vào cho bếp đến khi chín có vị ngậy, mặn mặn. Nắm xôi chấm nguyên một con cá, đưa lên miệng là thấy ngay mùi vị đặc trưng. Mùi hương đậm đà của cá quyện với hương của nếp và vị dẻo bùi của xôi đã thử ăn một lần là không thể quên được. Một số nơi người ta bóp nhỏ cá bống, bởi cá bống trộn với xôi cũng tạo cảm giác ấn tượng không kém khi thưởng thức. Để làm các món ăn dân tộc Tây Bắc ngon và đúng cách, không thể thiếu được gia vị Tây Bắc. Gia vị ướp chủ đạo của các món ăn là mắc khén, hạt dổi, hạt mắc mật. Mắc khén là gia vị được coi là linh hồn của ẩm thực Tây Bắc.
bởi mùi thơm không thể lẫn với bất cứ loại gia vị nào khác. Nếu hạt tiêu thì hơi thơm thơm thì mắc khén lại có mùi thơm nồng nàn của núi rừng, nhưng lại không cay như ớt. Mắc khén tạo ra vị tê dần dần nơi đầu lưỡi khi nếm thử. Dùng mắc khén để tẩm ướp, nướng cá, nướng thịt hoặc pha đồ chấm thì mùi vị độc đáo, thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Với suy nghĩ giúp đồng bào Tây Bắc bằng những chuyến hàng từ thiện, không thể giải quyết hết khó khăn, cái nghèo mà phải đưa được văn hóa, nhất là ẩm thực Tây Bắc đến với người tiêu dùng miền xuôi mới là cách làm bền vững. Chính vì vậy, các chuyến đi Tây Bắc của Tân không chỉ nhằm bán hàng nông sản cho người dân. Những hình ảnh được anh ghi lại giúp nhiều người biết đến vẻ đẹp của Tây Bắc. Anh làm video với ý nghĩ làm sao để sau khi xem, nhiều người sẽ muốn đến những nơi đó. Khi ấy, bà con có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của mình. Bước chân của Tân đã in dấu tại nhiều bản vùng cao ở các huyện Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Tè, thượng nguồn sông Nậm Te. Thậm chí có bản hẻo lánh của dân tộc La Hủ có tên là Cờ Lò, phải mất nửa ngày leo núi và đường rừng, Tân cũng không bỏ qua. Đi tới đâu, Tân cũng được bà con dân bản yêu mến. Chính vì thế, trước mỗi chuyến đi, anh không cần chuẩn bị nhiều đồ, chỉ cần một bộ quần áo, một cái đèn pin, vài bao thuốc lá đựng trong chiếc ba lô đã sờn. Đến đâu ăn ngủ nhờ cả vào dân bản ở đó. Những người dân Tây Bắc mà anh quen đều gọi anh với cái tên trìu mến là Tân Hoa Ban. Trong kho dữ liệu đồ sộ của Tân phải kể đến các video thu hút hàng triệu lượt người xem như đi bắt cá suối, ký sự rừng già, cách làm cá nướng Pa Pình Tộp, săn mật ong rừng ở vách đá, đi săn cá anh Vũ, bản nghèo miền biên giới. Tất thảy đều cho thấy tính chân thực, phản ánh đa sắc màu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc. Khi xem những hình đó, người ta bị cuốn theo bước chân của Tân, cùng anh lên rừng bẻ măng, lấy mật, xuống suối thả lưới, giăng câu bắt cá, được ăn những món do chính tay mình chế biến ngay bên bờ suối hay bìa rừng. Quả là cái cảm giác đắt giá mà dân thành thị có tiền cũng không mua được. Tháng 7 năm 2016, Tân được tổ chức của Hàn Quốc mời tham dự hội thảo dành cho các tác giả của video có lượng người truy cập lớn nhưng với chi phí sản xuất thấp tại Seoul. Hoa ban bắt đầu nở rộ trên những nẻo đường Tây Bắc, Tân lại khoác ba lô tiếp tục hành trình của mình, hành trình tìm kiếm và lưu giữ những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Tây Bắc. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đến kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.